danh sách và thấy đã chốt sĩ số. Bây giờ chúng ta điểm danh lại. Có thể một số bạn bị lỡ cái buổi học trước, bạn lại tham gia tiếp. Cái hạn cuối cùng để đăng ký theo cái chương trình này là ngày 30 tháng 9 của tháng này. Sau thời điểm đó, học phí sẽ không còn ưu đãi như thế này nữa. Các bạn đăng ký trong giai đoạn này, học phí sẽ ưu đãi trong suốt một năm. Thầy gọi tên ai, người thầy điểm danh nhá, thầy gọi tên ai thì bạn đó bật micro và nói có cho thầy nào. Tất cả tập trung này. Nguyễn Chí Dũng. Có. Rồi, thầy thấy rồi, cảm ơn Chí Dũng. Nguyễn Thành Đạt. Đang có. Kim Thị Minh An. Đang có. À, bạn Ngân Khánh là lớp lớp khác rồi. À, Nguyễn Anh Thư. Có ạ. Rồi. Nguyễn Thành Long. Con có. Rồi, Nguyễn Thành Long. Nguyễn Thu Phương. Có. Rồi, Nguyễn Thu Phương. Nguyễn Gia Bảo. Tiến Gia Bảo. Có. Rồi, 6. Nguyễn Tiến Gia Bảo là 7. Nguyễn Nam Phong. Con có. Ok, 8. Có còn bạn nào mà chưa được đọc tên không? Vậy là chúng ta đã chốt sĩ số này nha. Thầy đọc lại này. Chí Dũng, Thành Đạt, Minh An, Anh Thư, Thành Long, Thu Phương, Gia Bảo, Nam Phong. Lớp chúng ta chốt sĩ số ở con số là 8 bạn. Có một bạn vừa vào. À, bạn vẫn là bạn Thu Phương vào bằng máy tính. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem bài tập về nhà các bạn đã làm nhá. Nào. Sharing. Ok. Rồi, các bạn cùng xem này. Đây là nhóm tiếng Anh suy xá. Đây, thầy giới thiệu. Nhóm tiếng Anh suy xá là nhóm theo đúng cái chương trình mà thầy đang hỗ trợ cho tất cả chúng ta. Tiếng Anh suy xá, đây là một nhóm riêng tư chỉ gồm có những bạn và bố mẹ của chúng ta theo học chương trình này mới xem được các bài này thôi. Nào, đây là khi mà các bạn nhờ bố mẹ, có một số bố mẹ gửi bài tập cho thầy thì thầy có thể đăng lên trên này. Tuy nhiên những lần sau thì các bạn nhớ nhắc bố mẹ là đăng trực tiếp trên cái nhóm này luôn. Ví dụ lớp 4 này, và nhớ khi đăng bài tập thì các bạn thêm cái chữ hashtag, có nghĩa là chữ này này, dấu thăng cộng với lớp. Ở đây để cho dễ thì tốt nhất là mình ghi là lớp này, lớp 3 không dấu này, mình viết chữ lớp 3 không có dấu, thêm dấu thăng này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thì sau này thầy bấm vào đây một cái, thầy sẽ thấy được à, tất cả các bạn có 5 bài của các bạn lớp 3. Đây, Nguyễn Anh Thư này. Ví dụ như trường hợp này là của bạn Nguyễn Anh Thư viết như thế này thì chưa đúng này, nó sẽ không hiện lên nên thầy đã phải thêm cái chữ lớp 3 vào đây này. Đó. Thì mẹ của anh Thư nên chú ý này. Anh Thư nhớ nhắc mẹ nha, mình thêm cái dấu thăng mà chữ lớp 3 không dấu như thế này cho dễ viết này là được. Cả lớp cùng xem nhá, xem bạn Anh Thư làm bài tập về nhà nhá. I do. Hello, I'm Anh Thư. How are you? Thank you. Hello. Ok. Nội dung bài tập về nhà đúng rồi, bạn Anh Thư đã hoàn thành đúng bài tập này. Đó, trong bài số 1 thầy yêu cầu các bạn về nhà tự quay video và nói hello, how are you, thank you. Mục đích chính là thầy muốn các bạn luyện tập cách chào hỏi người khác, cách cảm ơn cũng như là phát âm. Ở đây bạn Anh Thư đã phát âm rất là tốt, rất rõ ràng. Các bạn cùng nghe lại này. Hello, I'm Anh Thư, how are you, thank you. Đó, các bạn thấy không? Bạn nói rất rõ ràng, rất tốt và rất tự tin trước camera. Việc tự tin đó sẽ giúp cho các bạn nói tiếng Anh tốt hơn. Chúng ta tập nói với người khác bằng tiếng Anh dần như vậy là sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chúng ta luyện nói tiếng Anh nhá. Và chữ thank you bạn đã phát âm gần đúng rồi. Đúng rồi, và nó thêm chút nữa là nó sẽ tự nhiên hơn, được khoảng 80% rồi. Đó, được 8 điểm trên 10 điểm rồi đó. Cố gắng lên nha, bạn Anh Thư. Tiếp tục, đây là con của mẹ Vân Anh này. Tiếp tục nào, đây là bạn Gia Bảo, chúng ta xem lại này. Ví dụ bài này là thầy đăng giúp lại cho Gia Bảo nhá. Lần sau
Gia Bảo có thể nhờ bố mẹ này viết như thế này: tên Nguyễn Tiến Gia Bảo này cộng với chữ hashtag ở đây này, đó là trong bài nó hiện lên cái dấu xanh này lên này là được này, viết lớp 3 liền không có dấu, nó sẽ rất dễ thôi. Để chúng ta xem lại bạn Gia Bảo nhé. How old? Hello, what's your name? My name is Bảo. How old are you? I'm 8 years old. How are you today? I'm good. Thank you. Bye. Yes, bài của bạn Gia Bảo rất là tốt. Thầy thấy bài bài Gia Bảo rất tốt. Bạn ấy nói phát triển nhiều hơn so với bài tập thầy yêu cầu đó. Bạn còn giới thiệu về tên này, giới thiệu các câu nói nó dài hơn, phát triển tốt lên. Gia Bảo cố gắng tập nói thật nhiều nhé. Hy vọng là trong lớp mình sẽ có những bạn nào học xuất sắc, thầy sẽ mời sang lớp học nói tiếp nâng cao, ở lớp nâng cao giống như các bạn Ngân Khánh đó, bạn đang học ở lớp nâng cao đó. Chúng ta sẽ nói được nhiều hơn. Tiếp tục là bạn Thành Đạt nè, chúng ta cùng xem Thành Đạt. Đây, bạn Thành Đạt thầy cũng đăng giúp lên này. Đó, đây là nick của thầy, thầy đăng giúp này. Chữ lớp 3 viết gồm không dấu. À, chúng ta cùng xem nhá, Thành Đạt này. What's your name? My name Thành Đạt. How old are you? Rồi, thầy nhận xét về Thành Đạt này. Thành Đạt phát âm nói tự nhiên, tuy nhiên phát âm chưa đúng, nhiều âm mà giống tiếng Việt, rất giống tiếng Việt. Chúng ta sẽ cần luyện nhiều, luyện bằng cách là nghe thầy giáo đọc và phát âm lại. Nếu đã cài điện thoại, cái phần mềm trên điện thoại thì đấy là chính là thầy giáo nghe và mình phát âm lại theo. Là lưu ý Thành Đạt lần sau mà quay video có thể tự quay được này. Mình đặt cái camera trước mặt thế này là mình quay được này. Nhìn thẳng vào camera, bấm chọn cái camera trước là thành con có thể nhìn thấy hình của mình trên điện thoại luôn để mình quay nhá. Như thế thầy sẽ nhìn rõ mặt. Như thế này vẫn có thể nhìn thấy miệng, nhưng mà nếu nhìn thấy rõ mặt, thẳng mặt thì sẽ tốt hơn. Thầy sẽ sửa giúp cho bạn tốt hơn nhá. Lưu ý này, đây là bạn Chí Dũng, đây, bố của bạn Chí Dũng hỗ trợ này. Dũng nào. Hello, I'm Dũng. How are you? Thank you. Hello. Ok, một video. Bạn có tới 3 video cơ. Thầy mở to lên nha. Thank you. Hello, I'm Dũng. How are you? Thank you. Rồi, tiếp theo. Hello. Một video nữa này. Hello, I'm Dũng. How are you? Thank you. Yes. Thầy nhận xét bạn Dũng này. Đúng rồi, bạn Dũng cũng như như vậy nha. Thầy cũng phải bổ sung cái hashtag này vào này. Bài Dũng cười rất là duyên, rất tự nhiên. Rất tự nhiên trước ống kính là một điều, là một điểm lợi thế cho các bạn để phát âm tiếng Anh đó. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là Dũng đã hoàn thành đúng bài tập này rồi. Về phát âm, cái âm thank you được 70-80% rồi, gần đạt rồi. Hãy Dũng ở nhà cố gắng tập đọc thật nhiều, tập đọc này, đọc to, rõ ràng, tập nói. Ví dụ khi mình đọc được rồi, mình thử học thuộc những cái câu mà thầy giáo yêu cầu đấy này. Thì yêu cầu giới thiệu về tên này, giới thiệu về chào này, cảm ơn, là chúng ta không cần phải nhìn vào sách. Trong video này thì thấy rõ ràng là bạn Dũng không cần nhìn sách mà vẫn nói được. Chúng ta bạn Dũng đã thuộc rồi. Đó, từ lần sau chúng ta gặp một người lạ mà người ta biết tiếng Anh là mình có thể bắt đầu nói chuyện với họ được rồi. Hello, I'm Dũng. Nice to see you. Thank you. Thế là mình đã bắt đầu nói chuyện được tiếng Anh rồi đấy. Cố gắng nha. Rồi, đó là mới có mấy bạn đây thôi. Chúng ta xem có còn bạn nào đọc bài nữa không nhá. Bằng cách này, thầy đưa vào đây này. Các bạn nhìn thấy các bạn nào có ghi lớp 3, lớp 4 đây này. Chúng ta là ở lớp 3. Đấy, viết lớp 3 không dấu. Ok. Một số, không có bạn nào viết lớp 3 có dấu. À đây, có bạn đây rồi. À đây, lớp 3 có dấu thì có hai bạn này. Cũng được nhá, viết có dấu cũng được. Nhưng mà nó sẽ khó viết hơn này. Chữ lớp 3 mà viết có dấu liền nhau như này, nó sẽ khó hơn là viết không dấu nhá. Chúng ta xem này. Thank you. Hello, I'm Long. How are you? Thank you.
Hello, I'm Long. How are you? Thank you. Rồi, camera của bạn rất tốt. Quay thẳng vị trí mặt là để thầy quan sát cho. Rồi, cái chữ thank you chưa đúng này. Bạn đúng được cỡ khoảng 60% rồi. Nhưng bạn đã hoàn thành đúng bài tập. Thành Long đã hoàn thành đúng bài tập. Lần sau Thành Long sẽ cố gắng hơn, luyện tập phát âm thật nhiều này. Thank you, thank you. Đó là một trong các cái âm khó nhất ở trong tiếng Anh. Nên là việc chúng ta chưa phát âm đúng là điều rất bình thường. Rất nhiều các anh chị học phát âm, chỉ chuyên học phát âm, mất tới cả gần một tháng mà phát âm cũng chưa hay được cái âm này đâu. Nên các bạn, như thế này là chúng ta đã rất tiến bộ so với các bạn khác ở đó. Tiếp tục nào, bạn Minh An. Đó, như là bài bạn Minh An là mẹ, bạn Minh An đã đăng lên là chữ hashtag như vậy là đúng rồi này. Đúng yêu cầu rồi này. Đó, bạn có thể viết lớp 3, viết liền. Có giấu được thì càng tốt, còn không giấu sẽ dễ viết hơn. Nào, chúng ta cùng nghe Minh An nhé. How are you? Hello, I'm An. How are you? Thank you. Hello, I'm An. How are you? Thank you. Hello, I'm An. How are you? Thank you. Hello, I'm An. Okay. Thầy nhận xét. Rồi, quay ở vị trí này là tốt nhất này các bạn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Là thầy nhìn rất là rõ cái khẩu hình miệng của Minh An phát âm. Và hình ảnh cũng khá là sáng để thầy nhìn rõ khuôn mặt. Đó, các bạn có thể chọn những vị trí nào nha. Có ánh đèn để chiếu vào thì không được quay ngược sáng mà thầy sẽ không nhìn thấy rõ đâu. Đấy, quan trọng nhất là thầy nhìn được toàn bộ từ vai trở lên đó, để thầy sẽ quan sát được hết cái phát âm của các bạn. Ở đây bạn Minh An khá là tự nhiên rồi, phát âm rất rất tốt rồi đó. Ở đây qua đây thầy thấy là Minh An đã bắt đầu dùng phần mềm để phát âm rồi này, tiến bộ hơn so với buổi hôm qua rồi. Cái chữ thank you các bạn nghe kỹ bạn Minh An phát âm chữ này nhé. How old are you? Thank you. Hello, I'm An. How old are you? Thank you. Đó, chữ này thì Minh An cần luyện tập thêm, vẫn còn là chữ thờ của tiếng Việt rồi, vẫn là thank you rồi. Nghe kỹ lại và nhìn lại miệng của thầy này. Thank you, thank you, thank you. Tập này, thầy nhắc lại cách tập nhá. Ngồi trước gương, đứng ở trước gương, đưa lưỡi giữa hai hàm răng, đưa lưỡi giữa hai hàm răng thổi giống chúng ta thổi nến. Đấy, bạn nào cũng đã từng thổi nến sinh nhật rồi thì bây giờ mình đưa lưỡi giữa hai hàm răng và thổi nến nào. Đó, nó tạo thành cái âm này rồi đấy. Khó trong cái âm này là khi chúng ta nối âm này sang cái âm khác. À, thank you. Đó. Thank you. Đó. Nối là khi chúng ta phải nghe được cái âm thổi nến đó này. Đó, nó phải có cái âm đó. Xong khi có âm đó rồi thì mình mới nối sang cái âm khác để tạo thành âm khác. Thank you. Đó. Bây giờ mà thầy cũng đưa lưỡi ra nhưng mà thầy chưa tạo thành âm này. Thank you là không đúng. Các bạn nhìn nhá, lưỡi của thầy vẫn để ngoài này. Thank you nó không thành rồi. Thầy chưa thổi. Chưa nghe thấy cái tiếng thổi nến. Cần phải thổi như này. Thank you. Đó. Tập như thế nhá, ở nhà tập như thế. Tập thật chậm là sẽ tiến bộ. Rồi, là mình đã thấy rồi nhá. Đã có hai bạn này, thì quay lại xem có còn bạn nào nữa không. Vậy là có mấy bạn ở đây? 5 bạn ở không dấu này, 2 bạn ở có dấu. Vậy là chúng ta có 7 bạn. Lớp mình ở đây có 8 bạn. Vậy là còn 1 bạn trên đồng bài tập. Chí Dũng, Thành Đạt, Minh An, Anh Thư, Thành Long. À, còn bạn Thu Phương đúng không? Thu Phương nộp bài chưa? Đúng rồi, thầy chưa thấy bài của Thu Phương. Thầy chưa thấy bài thí của Thu Phương ở đây. Thôi không sao, các bạn này, các bạn thầy nhắc này. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm bài tập dưới dạng video. Có thể ở một số lớp học khác các bạn đã có, nhưng mà ở lớp học của mình đây là lần đầu tiên thầy giao bài tập dưới dạng là quay video. Nên có bạn đã nộp bài đúng hẹn, có bạn thì chưa. Thầy hy vọng ở những lần sau tất cả lớp chúng mình cùng làm bài đầy đủ. Đó, làm rất dễ đúng không nhỉ? Chỉ cần đặt. Thưa thầy, cho em trả lời. Ok. Rồi xin mời Nam Phong nào. Mẹ em gửi vào trang Zalo của thầy ạ. À, rồi rồi. Rồi em có nghĩa là của Nam Phong chưa nộp.
thì thầy chưa đẩy lên trên Facebook rồi. Đó, thầy nhắc lại nha. Mình có thể đăng trực tiếp lên, nhờ bố mẹ đăng trực tiếp lên cái nhóm Facebook này. Vì là thầy nếu gửi bằng Zalo cho thầy, đôi khi là thầy cũng không kịp để đăng lên, vì rất nhiều bạn gửi như thế. Và bố mẹ cũng liên lạc với thầy rất nhiều, nên là có nhiều tin nhắn, có thể thầy sẽ bị short, bị lỡ bài của các bạn. Nên tốt nhất là nhờ bố mẹ đăng ở trên nhóm này, và theo đúng cái cấu trúc, cái chữ hashtag, viết liền không dấu, là viết cái dấu thăng đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy đây này, cái dấu thăng bên cạnh này. Đây, lớp 4 là như thế này này, lớp 3 đây, viết liền không dấu, dấu thăng. Lớp 3 là rất dễ viết, không cần phải viết dấu. Đó, viết như thế là thầy sẽ biết được hết bài tập của các bạn, thầy chữa cho tất cả các bạn được luôn. Hy vọng là lần sau là tất cả các bạn sẽ thành thục cái này. Nếu bạn nào mà bố mẹ mà đã cho mình sử dụng Facebook rồi thì nhắn với thầy, để thầy mời các bạn vào trong nhóm tiếng Anh này, các bạn tự đăng lên cũng được nhá. Rồi chúng ta quay trở lại lớp học. Đó là chữ bài tập về nhà. Ok, hy vọng là những bạn lớp 3 của mình ở đây, các bạn học tập thật chăm chỉ để chúng ta có thể học ở lớp nâng cao. Thầy nhắc lại này, những bạn nào đủ khả năng nghe nói tốt để học ở lớp nâng cao thì thầy sẽ tặng bạn đó 2 buổi học miễn phí trong tuần ở lớp đại trà. Có nghĩa rằng nếu bạn nào nghe nói tốt để học ở lớp nâng cao, đây lớp nâng cao này các bạn nhìn nhá, học phí ở lớp nâng cao theo chương trình tri ân này là 50.000 một buổi. Các bạn vừa được học lớp nâng cao mà là các bạn lại vừa được quyền học ở lớp đại trà để củng cố kiến thức cơ bản nếu các bạn muốn. Ví dụ như bạn Ngân Khánh này, bạn Ngân Khánh đang học ở lớp nâng cao của chúng ta rồi, lớp 3 rồi. Nhưng nếu bạn Ngân Khánh muốn học buổi chiều nay thì Ngân Khánh hoàn toàn có quyền học ở trong lớp của mình chiều hôm nay, vì đó là quyền lợi của những bạn học giỏi. Đó. Thầy nhắc lại, quyền lợi của những bạn học giỏi là được tặng 2 buổi trên một tuần, có nghĩa là 8 buổi trên một tháng được học ở lớp đại trà để củng cố kiến thức cơ bản. Đây, lớp nâng cao đây các bạn nhìn này, các bạn xem ở lớp nâng cao một đoạn ở bạn Long Hạnh nhá, là hai bạn mà có khả năng nói tốt hơn hẳn trong lớp của mình. Nhưng các bạn sẽ có câu hỏi màu đỏ. Rồi nhóm số 2 có Khánh Ngọc Phong, Ngân Khánh. Các bạn xem bạn Ngân Khánh ở về quê 3 bà, tuổi hay nha, tôi đi nghỉ lớp 3 này. Quân Khánh 35 years old. His mother name's Ian. She is 33 years old. Finish. Yeah. That's all. That's all information about him. Yeah. And what is his favorite animal? Favorite animal. His favorite animal is dog. Dog. Why does he like it? Đây là đoạn hội thoại. Cái câu vừa xong là thầy hỏi bạn Ngân Khánh là con vật yêu thích của bạn ấy là gì. Ngân Khánh trả lời con vật đó, bạn ấy thích con chó. Rồi thầy lại hỏi tiếp là tại sao bạn ấy thích con chó. Đó, đấy là đoạn hội thoại mà bạn Ngân Khánh vừa nói chuyện với thầy. Thì các bạn hãy cố gắng học thật tốt nha. Thì thầy sẽ mời học ở cái lớp nâng cao này. Đủ khả năng thì chúng ta học ở lớp nâng cao, sẽ nói tiếng Anh nhiều hơn. Và ngoài ra các bạn có quyền học ở lớp đại trà mà không phải tăng học phí. Rồi, chúng ta quay trở lại lớp học chính. Đó là quyền lợi của các bạn học giỏi đấy. Học giỏi lúc nào cũng sẽ có quyền lợi hơn các bạn. Nào, cố gắng lên, các bạn cố gắng lên. Em thích về có chơi trò chơi không? Hôm nay thầy sẽ cho các bạn chơi trò chơi một chút. Nhưng mà trước khi vào chơi trò chơi thì chúng ta phải ôn lại bài đã. Chơi trò chơi đồng nghĩa với học bài. Nha. Trò chơi sẽ bao gồm học bài nữa. Mình sẽ xem qua bài hôm nay này. Thầy hỏi một bạn ở đây nhá. Xin mời bạn Thành Đạt nha. Thành Đạt ơi, bật mic lên thầy hỏi này. Ở trên trường các thầy cô đã dạy tới bài nào rồi? Em thầy một cái bài
Unit số mấy? Unit số mấy nào? Số 2. Unit số 2. Học được mấy buổi của unit số 2 rồi? 2 buổi ạ. Ok. Bạn Thành Đạt ngồi yên một chỗ nha, không di chuyển như thế sẽ khá là rung lắc, giống như lớp học của mình đang bị rung lắc, bị gió bão thổi vào đó. Ngồi yên một chỗ, không rung lắc. Rồi, vậy là ở trên trường chúng ta đã học sang What's Your Name ở bài số 2. Ở chương trình của chúng ta đã học hết bài unit số 1 là Hello, bài chào này, cảm ơn này, tạm biệt này. Đó là bài đầu tiên chúng ta đã học xong. Thì chương trình của mình sẽ đi sau chương trình trên lớp, nhưng tập trung vào nghe nói. Ở trong bài này cả 7 bạn đã đạt yêu cầu nghe nói ở bài này rồi, là chúng ta đã biết chào, biết cảm ơn. Đó, mình đã biết như vậy là đạt yêu cầu trong bài này rồi, ở bài số 1. Bây giờ gặp bất kỳ ai mình đều có thể nói là hello. Hello, how are you? How are you? Là bạn có khỏe không? Hello là xin chào. How are you? Bạn có khỏe không? Sau khi ai làm gì cho mình thì mình nói thank you. Ai giúp đỡ thì mình tặng quà cho mình, cho mình cái gì thì cần nói thank you. Goodbye. Đó, sau bài số 1 là các bạn cần phải nói được như thế. Thầy thấy tất cả các bạn đã nói được như vậy rồi, mình đạt yêu cầu của bài số 1. Giờ chúng ta chuyển sang nội dung bài số 2. Unit 2, what's your name? What's your name? What's your name? Tên bạn là gì? Rồi, trong nội dung của bài số 2 thì yêu cầu sau khi kết thúc bài này, các bạn sẽ cần làm được hỏi tên của ai đó. Chúng ta muốn biết tên ai đó phải biết hỏi tên của họ là gì này. Sau khi nếu ai đó hỏi tên mình là gì thì chúng ta cũng cần trả lời được tên mình là gì. Tên tôi là, ví dụ bạn là bạn Nam Phong. Người khác hỏi là what's your name thì trả lời là my name's Nam Phong, my name's Anh Thư, my name's Chí Dũng. Đó, what's your name, tên bạn là gì, hỏi và trả lời về tên. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ hỏi và trả lời cho câu hỏi là đánh vần, cái tên bạn đánh vần như thế nào. Nội dung đó sẽ khá là khó, thầy sẽ dành cho buổi sau chúng ta học đánh vần tên. Hôm nay thầy chỉ giới thiệu sơ qua về đánh vần tên. Rồi mình đi vào nội dung số 1, hỏi và trả lời tên của ai đó, tên của mình như thế nào. Nào, tất cả các bạn đều học trên lớp rồi, bây giờ thầy mời một bạn sẽ đọc lại. Thầy sẽ không dạy lại trên lớp mà thầy sẽ sửa âm cho các bạn nha. Đây là trong cái ô vuông này này. Thầy mời một bạn, có ai xung phong đọc không? Ai xung phong đọc nè. Xin mời Minh An. Minh An đọc những câu ở trong cái ô vuông này cho thầy. What's your name? My name is Cậu Nam. How do you? Spell. Dòng này con chưa đọc được. Rồi. Ok, bây giờ thầy lại đọc mẫu lại cho cả lớp nhé. Trong cái này, cái câu số 2 là my name's cộng name. Thì ở đây là, đây là cấu trúc câu. Còn khi chúng ta đọc thì chúng ta ghép với tên của mình luôn này. Các bạn này, đọc này. What's your name? My name's Anh Thư. How do you spell your names? How do you spell your name? Đó, mình đọc như vậy nha. Xin mời một bạn khác. Bạn Nam Phong. Thưa thầy, cho em đọc bài. What's your name? My name Phong. How? You spell lên. Rồi, rất tuyệt vời, Nam Phong đọc rất đúng. Đó, các bạn ở nhà chưa đọc nhanh được, chúng ta đọc chậm giống như Nam Phong nhé. Đọc như thế là đúng rồi, đạt yêu cầu rồi đó. Chúng ta cứ tập thế cho thầy. Thầy không yêu cầu các bạn đọc nhanh đâu, đọc chậm nhưng đúng.
sau đó thầy sẽ hướng dẫn chúng ta đọc nhanh dần lên, nó sẽ hay hơn. Đó, Nam Phong chú ý đọc như Nam Phong được rồi, nhưng mà chúng ta cứ luyện dần, đọc nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần, tăng tốc độ lên. Rồi xin mời anh Thư nào. Như thầy cha, hello bạn. What's your name? My name go. Name. How do you spell your name? Anh Thư lưu ý này, ở cái câu số 2 mình ghép với tên của mình luôn. My name's anh Thư, không đọc là cộng nữa. My name's anh Thư, chúng ta ghép bỏ cái dấu cộng và chữ name đi. Đó, đây là chỉ là công thức thôi nha, mình hiểu à, đây là cái công thức, cái cấu trúc của cái câu đấy là như thế. My name's anh Thư. À, mình đọc liền như thế cho thầy nha. Rồi xin mời một bạn khác. Bạn Thành Long đúng không? Thành Long nè. Thành Long bật mic lên. Bạn Thành Long hình như đang mở hai thiết bị đúng không? Tắt bớt một thiết bị đi hoặc là phải dùng tai nghe. Nếu mà bạn nào dùng hai thiết bị thì nên dùng tai nghe, nó sẽ không bị ồn. Còn nếu không thì phải thoát một thiết bị ra. Tắt mic của một thiết bị đi. Tốt nhất là nên tham gia học bằng một thiết bị thôi. Nếu có một cái điện thoại khác thì thoát ra. Trong khi chờ bạn thoát ra thì xin mời bạn Thành Đạt đọc nào. Thành Đạt. Bạn Đạt nè. Đạt đọc đi. Em muốn thầy cho em đọc. Em muốn thầy cho em đọc ạ. Rồi. Xin mời Đạt nè. What's your name? My name Thành Đạt. How do you spell your name? Rồi. Gần đúng rồi. Bây giờ thầy đọc lại chậm cho cả lớp mình nghe lại nhá. Rồi. What's your name? My name's Thành Đạt. How do you spell your name? Xin mời Gia Bảo đọc bài. Nên là đọc bài. What's your name? My name's. How do you spell your name? Thành Đạt đọc lại đi, cái câu số 2 ghép với tên của mình luôn. Chữ my name nghĩa là tên tôi là Gia Bảo. Nào, bạn Bảo đọc lại nè. Bảo đọc lại, giống như mình đang nói chuyện chứ không phải mình đọc đâu. Mình nói chuyện đi. À, đọc lại nè. Thầy đọc mẫu cho Gia Bảo nha. Các bạn khác cũng chú ý thế này nè. Ở đây là công thức, nhưng mà bây giờ mình sẽ không học theo kiểu công thức đó, mà mình sẽ ghép tên của mình vào luôn nhá. Hướng dẫn này. Bây giờ ví dụ là bạn Gia Bảo thì đọc như thế này này. What's your name? My name's Gia Bảo. How do you spell your name? Gia Bảo đọc lại đi. Nói lại đi. Nói chứ không phải đọc. Xin mời. What's your name? My name's Bảo. How do you spell your name? Đúng rồi, đó chúng ta như thế nha. Các mặt khác tương tự nha. Ghép tên của mình vào luôn. Để là chúng ta đang học cách để giới thiệu tên của mình luôn đấy. Rồi, xin mời bạn khác. Bạn bạn Chí Dũng đâu? Chí Dũng nào? Chí Dũng ơi, Dũng ơi, bật mic lên nào. Đây ạ. Rồi, Dũng đọc nào. Nói chứ mày đọc. Nào, xin mời Dũng. Đọc những what your name, my name, không name, how do you spell your name? Dũng ơi đọc lại này, cái câu số 2 là ghép với tên của mình luôn. My name's Chí Dũng. Câu này có nghĩa là tên tôi là, tên em là Chí Dũng, chứ không phải tên em là cộng name nữa. Tên em là Chí Dũng thì mình phải nói là my name's Chí Dũng. Rồi Dũng nói lại nào, cả ba câu. My name Chí Dũng. How do you spell your name? Yes, đúng rồi. Chí Dũng có cái bắt đầu tập theo ngữ điệu tiếng Anh rồi đấy, hay rồi đó. Các bạn khác tương tự nào, xin mời bạn Minh An.
Minh An. Dạ. Minh An đọc đi. What's your name? My name Minh An. How do you spell your name? Đúng rồi, chính xác. Thầy sẽ sửa phát âm sau, nhưng bạn đang đọc như thế là đã đọc đúng cách. Bằng cách luyện tập thế này này là chúng ta đã gần đạt được cái bài tập về nhà rồi đó. Nha, cứ luyện tập dần như vậy. Thầy lại đọc mẫu tiếp cho Minh An này này, các bạn nghe nhá. What's your name? My name's Minh An. How do you spell your name? Đó, rất dễ. Bắt đầu thầy dịch lại những câu đấy sang tiếng Việt này. What's your name? Bạn tên là gì? My name's Minh An. Tớ tên là Minh An. How do you spell your name? Đánh vần cái tên bạn như thế nào? Đó. Làm thế nào để đánh vần tên của bạn? Là cái câu cuối đó. How do you spell your name? Đánh vần tên bạn như thế nào? Câu đó như vậy nhá. Ý nghĩa của ba câu này là như thế này. What's your name? Bạn tên là gì? My name's Minh An. Tớ tên là Minh An. How do you spell your name? Đánh vần tên của bạn như thế nào? Đó. Tiếp theo, xin mời một bạn Anh Thư. Anh Thư đọc lại tên của mình nào. Anh Thư nói lại đi. What's your name? My name Anh Thư. How do you spell your name? Yes. Ok, đúng rồi. Thầy sẽ lưu ý tiếp ở cái câu là mình giới thiệu về tên của mình nhé. Tên là My name's Anh Thư. Lưu ý sau cái chữ names có một cái âm z, z. Đó, cả lớp mình nghe này. My name's Anh Thư. Có cái âm đấy cho thầy. Có cái âm đó, đó. My name's Anh Thư. Rõ cái âm đấy ra. Có cái âm đó nha. Khi mình giới thiệu tên của mình này. My name's Chí Dũng. My name's Gia Bảo. My name's Minh An. My name's Nam Phong. My name's Thành Đạt. Bảng tiếp theo, Thành Long. Thành Long đâu? Long. What's your name? My name Long. How do you spell your name? Ok, bạn Long đã đọc đúng bài nhưng cần sửa phát âm nhiều lắm trong các cái âm bạn Long vừa đọc đấy nha. Nào, lát nữa sang phần phát âm từng từ thì thầy hướng dẫn. Bởi vì đây là các câu nên các bạn sẽ phát âm nó khó hơn. Mình sẽ phát âm từng từ đúng, sau mình ghép lại sẽ thành một câu đúng. Lát nữa cùng thầy sẽ sửa phát âm từng âm nhé, từng từ nha. Tiếp, bạn Thu Phương đâu? Thu Phương ơi, Thu Phương bật mic nè. Dạ. Phương đọc bài nè. What's your name? My name is Phương. How do you spell your name? Đọc lại một lần nữa nào. What's your name? My name is Phương. How do you spell your name? Ok, đúng rồi, đúng rồi, đọc như thế rồi. Đó. Nhớ nha. Nào bạn các bạn ngồi trong lớp trật tự nào, ngồi trật tự, ngồi nghiêm túc, không rung lắc, không chơi đùa với em nhỏ. Không chơi đùa với em nhỏ nhá. Bạn Gia Bảo đã đọc rồi, bạn Nam Phong đâu? Nam Phong. Nam Phong. Xin mời Nam Phong ạ. Con thưa thầy, cho con đọc bài. What your name? My name. My name's Phong. How do you spell your name? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Mình sẽ tăng tốc độ dần lên là sẽ hay đó Phong nha. Nhưng mà trước mắt Phong có đọc chậm như thế là thành một câu là được rồi. Rồi, bây giờ thầy đọc mẫu lại một lần, cả lớp nghe thật kỹ, tập trung. Bạn không chơi đùa nữa nào. Có một bạn này, thầy không muốn nhắc tên đâu. Không chơi đùa với em nhỏ nữa.
ngồi nghiêm túc học bài. Giống đây chúng ta đang ở trong lớp học. Thầy đọc lại nhá. What's your name? Dịch nghĩa, bạn tên là gì? My name's Thành Đạt. Tớ tên là Thành Đạt. How do you spell your name? Tên của bạn đánh vần như thế nào? Làm thế nào để đánh vần tên của bạn? Ok. Chúng ta đánh vần tiếng Việt cũng rất dễ đúng không? Các bạn đều học lớp 1 rồi. Có những bạn thì đánh vần được rất tốt. Ví dụ như là tên của Phong đánh vần là O ngờ ong, phờ ong Phong. U ngờ ung, giờ ung dung ngã dũng. Có rất nhiều đó cách đánh vần tên của tiếng Việt. Nhưng đánh vần tiếng Anh khác hoàn toàn. Các bạn tập trung vào. Các bạn tập trung nào. Bạn nào đã biết đánh vần tên tiếng Việt rồi, giơ tay. Bạn nào đánh vần được tên của mình rồi, xin mời Thu Phương. Phương đánh vần tên của mình nào, bằng tiếng Anh. Xin mời Phương. Chưa bật mic Phương ơi. Rồi, bạn khác. Bạn nào đánh vần được tên của mình bằng tiếng Anh nào. Bạn nào biết nào. Đánh vần tên của mình bằng tiếng Anh. Bạn nào, có bạn nào xung phong không? Vậy là chưa biết đánh vần tên của mình bằng tiếng Anh đúng không? Minh An biết không? Xin mời Minh An nào. Là AN. Đúng rồi, chính xác. Tên của Minh An, AN, là bạn Minh An đã đánh vần được tên tiếng Anh rồi đó. Đây các bạn nhìn nhá, nhìn trong cửa sổ chat này, tên của Minh An này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Tên Minh An chỉ là chữ A và chữ N đúng không? Nhưng đó, đánh vần tên trong tiếng Anh có nghĩa là chúng ta đọc từng chữ cái ra. Bạn Nam Phong là các bạn ngồi ở một vị trí không chạy ra ngoài này. Lớp học cần ổn định này. Là đọc tên, đánh vần. Bạn Phương nào. Bạn Phương có thể đánh vần tên của Phương được không? Em có thể lấy em đánh vần được ạ. Rồi. Bạn nào đánh vần được tên của mình? Bạn Anh Thư. Anh Thư đánh vần được tên của mình chưa? Vẫn chưa là chưa ạ. Bạn Trí Dũng đánh vần nào, xin mời Dũng. Dũng đánh vần tên của mình nào. D U N G. Yes, các bạn xem tên của bạn Dũng nha, xem ở trong cửa sổ chat này. Tên của Dũng. Đó. Bắt đầu các bạn tập trung để thầy giảng này, các bạn sẽ thấy tại sao mình chưa đánh vần được tên của mình này. Nam Phong chú ý nào, tập trung chú ý nào. Đánh vần tên tiếng Anh là chúng ta sẽ đọc từng chữ cái trong tên của mình ra. Trong tiếng Anh thì không có dấu. Viết không có dấu. Ví dụ là tên của bạn An thì rất dễ viết rồi. Giống như tiếng Việt. Tên của bạn Dũng này thì nhìn nó giống như là tên của bạn Dung đúng không? Đó. Viết không có dấu nó như thế. Bây giờ thầy lấy dụ tên của bạn Phương này. Phương ơi, Phương nhìn kỹ nhá. Tên Phương sẽ viết thế này này. Nhìn trong cửa sổ chat này. Đây là tên Phương đây. Đó, tên Phương như thế này. Thì bây giờ mình sẽ phải đọc từng chữ cái này ra. Thầy hướng dẫn này. Tên của Phương này. P-H-U-O-N-G. Khó hơn đó. Dài và nhiều chữ cái khó hơn. Tên của bạn An rất dễ đúng không? A-N. A-N. Đó là tên của An. Tên của Dũng này. D-U-N-G. Tên của Phương này. Các bạn nhớ nha, cái tên của mình là cái chữ thiêng liêng nhất. Tên của chính bạn, bố mẹ đặt cho mình. Mình phải biết cách đánh vần tên của mình. Nhớ chưa? Bố mẹ chúng ta đặt tên cho mình, rất yêu thương nên đặt tên cho mình. Mình phải biết đánh vần tên của mình. Tên của Phương đánh vần như sau. P-H-U-O-N-G. Đó, đọc từng chữ cái tiếng Anh ra. Giờ thầy lại đánh vần tên tiếp cho các bạn khác này. Nào, bạn Dũng rồi này, bạn Đạt này. Đạt chú ý này, tên của Đạt viết như thế này trong tiếng Anh. Đạt, chú ý nha. Đánh vần là D-A-T.
D-A-T. Tiếp tục. Bạn An rồi này. Bạn Thư này. Anh Thư chú ý này. Tên của anh Thư ở trong cửa sổ chat, nhìn đi. Tên của Thư và những bạn tên là Thu thì nó sẽ giống nhau đấy. Đánh vần giống nhau đó. Khi đánh vần tiếng Anh này. T-H-U. Tiếp tục. Bạn khác, bạn Long. Thành Long chú ý vào. Tên của Long đây, đánh vần như thế này. L-O-N-G. Đó, ví dụ mà các bạn mà gặp các bạn ở nước ngoài đến mà hỏi tên của mình là đánh vần như thế nào, phải biết đánh vần tên ra để các bạn còn biết nhá. Long này. L-O-N-G. Tiếp tục. Bạn Gia Bảo. Xin mời Gia Bảo đánh vần tên của Bảo nào. Tên của Bảo đây. Bảo bật mic lên, đánh vần nào. B-A-O. Lại nào. B-A-O. Yes, correct. Các bạn đúng rồi đó. Bạn Bảo đã đánh vần tên của mình đúng rồi đấy. Rồi bạn khác này, bạn Phong. Này, tên của bạn Phong. Tiếng Anh sẽ viết như thế này, không có dấu. Và mình sẽ đọc là P-H-O-N-G. Bây giờ thầy mời lần lượt các bạn tự đánh vần tên của mình theo cách mà thầy vừa hướng dẫn. Đó, tên của mình là mình phải biết cách đánh vần. Tiếng Việt thì dễ rồi, bây giờ mình đánh vần bằng tiếng Anh. Lần lượt là bạn Dũng. Bắt đầu Dũng nào. Dũng, bật mic đánh vần tên lại. Bật mic đánh vần tên lại à thầy? Đúng rồi, đánh vần tên của Dũng nào. D-U-N-G. Yes, đúng rồi, cảm ơn Dũng. Bạn Đạt. Em thương thầy cho em đọc bài ạ. D ơi. T. Rồi, đánh vần lại cùng với thầy Đạt này. Đạt này, bây giờ Đạt với thầy cùng đánh vần tên của Đạt nhá. D A T. Đó, đúng rồi, như thế nhá, nhớ cái tên của mình nhá. D A T. Đó, đúng rồi. Tiếp Minh An. Bây giờ Minh An thầy yêu cầu khó hơn này. Minh An đánh vần hẳn cái chữ Minh An đi cho nó dài này. Minh An, đánh vần tên của mình thành Minh An. Tên em là Minh An, mình đánh vần này cho dài này. Nào, xin mời Minh An. Minh An, đánh vần tên của mình đi. Chưa đánh vần được chữ Minh. Chưa đánh vần được chữ Minh nhà thầy hướng dẫn này. Đó, tên của mình cũng rất là hay nè. Mình sẽ kéo dài nha này. Chữ Minh nhá, giống như tên của thầy đó. Thầy tên là Minh Giang. Sẽ giống như cái tên Minh của thầy này. Em I N H A N. Có 6 chữ cái. 4 chữ cái đầu tiên là chữ Minh, đánh vần như thế này. M I N H. Rồi chữ An đánh vần này. A N. Đó, Minh An đánh vần lại đi tên của mình nè. N I N H A-M. Ok, gần đúng rồi. Chữ đầu tiên này, chữ M. Đây là chữ M đó. Mình mím miêu mô lại thành M M I H N. Sorry, để anh vân lại các bạn nhé. M I N H A N. Đó, anh vân tên như thế. Là đọc từng chữ cái thôi. Việc đánh vần này là giống như mình đang học lại bảng chữ cái tiếng Anh đó. Lát nữa mình sẽ chơi game để học bảng chữ cái tiếng Anh cho các bạn nhé. Tiếp tục, xin mời bạn khác. Bạn Anh Thư nào. Đánh vần tên của Anh Thư đi. Hôm nay thầy con đọc bài Chi. H S G. Đúng rồi đó. T H U là tên của Anh Thư. Xin mời bạn Long. Long đánh vần nào. Long bật mic lên.
Thành Long đâu rồi? Long ơi, chưa bật mic. Thôi, bạn mất lượt rồi. Thu Phương. H U O O N N G G. Đó, tên của Phương đặt đánh văn như thế đấy. P H U O N G. Đó, đánh vần tên của chính mình nha. Tiếp tục 11 bạn khác tập đóng vần tên của mình. Bạn Bảo đọc đọc lại tên của Bảo nào, đánh vần lại nào, đọc nhanh nào. B A O. Đúng rồi, B A O, chính xác. Phong. Phong đánh vần. Phong đâu? Phong. Bạn Phong thoát ra ngoài rồi à? Thưa thầy, cho em đọc bài. P-O-N-G. Đúng rồi, Phong chính xác. Cái âm chi của Phong đọc rất hay đó. Bạn Long đâu? Long, Long, Nguyễn Thành Long. Thành Long bật mic lên nào. L. Gì nữa nè? M T G G rồi, lại này L O N G. Đúng rồi, Long nhớ nha. Tập trung là mình sẽ làm đúng đấy. Bạn Long làm đúng rồi. Đó là trong bài vừa rồi, trong mình vừa học cách đánh vần tên của chính mình đấy. Các bạn nhớ chưa? Về tập thật nhiều nha. Cái tên của mình là mình phải biết đánh vần. Tên người khác có thể khó đối với mình, nhưng tên của mình là mình phải nhớ luôn. Học thật nhiều lần để đánh vần tên của mình nha. Trong bài này nha. What's your name? What's your name? Tên bạn là gì? My name's Phong. How do you spell your name? Chúng ta đánh vần tên luôn. P-H-O-N-G. Ok. Bây giờ chúng ta 3 giờ rồi. Thầy sẽ chơi game 15 phút. Học thêm 10 phút nữa chúng ta chơi game nhé. Học thêm 10 phút nữa. Trong 10 phút này, thầy xin mời hai bạn. Một bạn hỏi và một bạn trả lời. Bạn hỏi thì sẽ hỏi What's your name? Bạn trả lời sẽ nói rằng My name's tên là gì đó. Rồi how do you spell your name? Và bạn kia phải đánh vần tên. Một cặp nha. 4 hai câu hỏi và đảo lại hai câu trả lời. Bạn Dũng và bạn Đạt nào, hai bạn đóng cặp nào. Dũng, Đạt bật mic lên. Vâng ạ. Dũng hỏi trước, Đạt trả lời, sau đó Đạt lại hỏi và Dũng trả lời. Nào, Dũng và Đạt nào, bắt đầu. Dũng hỏi, Đạt trả lời. How do you spell your name? No, no, stop, stop. Bắt đầu hỏi từ what's your name trước. Mình phải hỏi tên họ trước. Mình chưa biết tên. Bắt đầu nè. Dũng, bắt đầu lại đi. What's your name? My name Y Thành Đạt. How do you spell your name? Đạt đánh vần tên của Đạt đi. Bạn hỏi đó. D-A-T. Yes, correct. Đó, cả lớp thấy chưa? Hai bạn đã làm được rồi đó. Hai bạn vừa mới hội thoại rất là hay đó. Bây giờ tới lượt Đạt hỏi, Dũng trả lời. Đạt hỏi, Dũng trả lời nào. Em đọc bài. What's your name? My name is Dũng. How do you spell? D-U-N-G. Yes, correct. Tuyệt vời rồi. Hai bạn hoàn thành đúng bài tập. Xin cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Tiếp tục hai bạn khác, Minh An và Anh Thư.
Minh An, Anh Thư nào. Minh An hỏi trước. What's your name? My name Anh Thư. How do you spell? Your name. G-S-G. Rồi, đúng rồi. Anh Thư hỏi lại. Được, tới lượt anh Thư hỏi. What's your name? My name Minh An. How do you spell your name? A-L. Yes, correct. Đúng rồi, bạn đúng rồi. Riêng cái chữ spell này, các bạn lưu ý nha, cả anh Thư và những bạn khác này, chúng ta không đọc thành spell. Chúng ta không đọc như thế. Đọc như thế là thành hai âm mất rồi. Thì chỉ là như này. Spell, spell, spell. Đó, như thế thôi. Không nói thành spell. Như thế là tiếng Việt mất rồi. Đọc nhanh. Spell, spell, spell. Đúng rồi, như thế nha. Xin cảm ơn hai bạn đọc đúng rồi. Tiếp tục hai bạn khác hỏi và trả lời. Long Phương. Long Phương. Bật mic lên nào. Long hỏi. Long hỏi trước đi nào. What's your name? My name Anh Thường. My name is Phương. My name is Mick. How do you spell your name? P. Phương đánh vần tên của Phương này. P. P. H. H. U. U. O. O. N. G. G. Đó. Giờ Phương hỏi, Phương hỏi, Long trả lời. Em có thời gian đọc bài. What's your name? My name is Long. How do you spell your name? L O N T. My name is Sophia. My name is Sophia. Where you? You. What's your name? Thank you.
How do you spell your name? My name is... How do you spell your name? What's your name? My name is... What's your name? My name is Bob. What's your name? How do you spell your name? My name is Ayo. How do you spell your name? My name is Pham. Who's better? How do you spell your name? My name is Pham. Q-H-O-M-G.
Thầy ơi, thầy. Thầy ơi. Thầy. Thầy ơi, thầy. Sorry, sorry, được rồi, sorry, sorry. Sorry các bạn, thầy quên chưa bật mic. Thầy vừa chuyển máy tính nên là quên chưa bật mic. Thầy nhắc lại nhé, thầy nhắc lại nhé. Đó, các bạn không nhắc là thầy bị quên đó. Bài tập về nhà này, cả lớp tập trung này. Bài tập về nhà, chúng ta tự quay video. Tự quay video, nhớ này. Tự quay video và thực hành giống như đoạn chúng ta vừa thực hành. Ví dụ như là bạn Gia Bảo. Bạn Gia Bảo, nếu tìm được một bạn diễn với mình thì càng tốt. Nếu không, bạn Gia Bảo tự hỏi, tự trả lời. What's your name? My name's Gia Bảo. How do you spell your name? B-A-O. Đó. Tương tự, ví dụ bài tập của bạn Phương. Bài tập của bạn Phương khá là khó đấy, cả lớp ạ. Vì tên của bạn Phương khá là dài. Nào, Phương, bây giờ thầy sẽ đóng làm bạn Phương nhé, đóng giả làm bạn Phương nhé. What's your name? My name's Phương. How do you spell your name? P-H-U-O-N-G. Đó là bài tập của Phương làm như thế đấy. Nhớ nha, tất cả nhớ lớp làm bài tập cho bạn. Anh Thư nào, xin mời anh Thư bật mic lên thử làm bài tập thế cho thầy xem nào. Anh Thư đâu? Con đây ạ. Rồi, bây giờ ví dụ anh Thư bài tập ở nhà làm như nào? Anh Thư thử làm mẫu cho các bạn xem. Hello, anh Thư. Chưa đúng. Nhìn lại ô đi. Nhìn what's your name? Hỏi tên chứ. Mình phải hỏi tên xong mình mới trả lời. What's your name? My name anh Thư. How do you spell your name? Đánh vần tên của Thư đi. T-H-U. H-U. Rồi, nếu các bạn muốn How do you spell your name? T-H-U. Học thuộc 4 câu đó. Học thuộc trước, sau đó không cần nhìn vào giấy nữa này. Không nhìn vào giấy nữa và nói. Như thế là mình sẽ nói được nha. Nhưng giai đoạn đầu tiên là phải học thuộc. Học thuộc thì mình nói được. Sau đó nói thật nhiều lần mình sẽ hiểu ý nghĩa. Thầy giải thích lại ý nghĩa nha. Các bạn tập trung này. What's your name? Tên bạn là gì? My name's Nam Phong. Tớ tên là Nam Phong. How do you spell your name? Đánh vần tên bạn thế nào? P-H-O-N-G. Đó. Bài tập về nhà làm như thế vậy thôi. Nhớ nha. Còn nếu bạn nào có thể phát triển lên thêm, tùy các bạn sáng tạo, nhưng câu về nhà chúng ta sẽ có 4 câu đó. What's your name? My name's Thanh Long. My name's Long. How do you spell your name? L-O-N-G. Ok, bài tập về nhà nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Bây giờ chúng ta trong lúc các bạn có thể nhẩm theo và có câu hỏi gì các bạn hỏi thầy nhá. Thầy sẽ tìm cho các bạn một trò chơi để các bạn chơi thật nhanh trò này. Chơi thật nhanh nha, không có nhiều thời gian đâu. Thầy, cái trò này mình sẽ chơi lại cái trò về chữ cái nhá. Vừa ôn lại bảng chữ cái này. Bảng chữ cái dùng để đánh vần tên của mình này. Rất khó đấy các bạn ạ. Tên chữ cái. Nào, chúng ta bắt đầu sang trò chơi ABC. Alright. Vừa ôn tập bảng chữ cái sẽ cần học đầu tiên. Nhưng cũng có nhiều bạn quên mất bảng chữ cái rồi. Thì hôm nay chúng ta ôn lại bằng trò chơi. Yes. Yes. Các bạn thấy chưa? Cả lớp thấy bảng chữ cái ở đây chưa? Ok. Thầy đọc mẫu cho cả lớp mình một lần này để thật nhanh này. A, B, C, D,
E. Ở đây sắp xếp nó không được theo thứ tự lắm. Ok, không sao, tôi đọc tiếp này. H, F, I, G, K, O, N, M, L, J, Q, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Đó là bảng chữ cái tiếng Anh. Giờ chúng ta bắt đầu chơi thật nhanh vì chúng ta chỉ còn có 15 phút thôi. Thầy sẽ gọi tên từng bạn chứ chúng ta không chia đội nữa. Giả dụ mỗi lần thầy gọi tên các bạn sẽ ở hai đội khác nhau nha. Trên hai đội này bắt đầu chơi luôn. Thầy sẽ chọn. Thầy chơi ý ạ. Ok, thầy sẽ gọi tên từng bạn một để tất cả các bạn đều học. Ok, thầy sẽ mời từng bạn một trước này. Bạn Dũng nào, chọn số đi. Vừa ôn lại về số luôn. Chọn bằng tiếng Anh. Dũng, what number? Bạn Dũng bao giờ? H. H, ok. H. Đây chữ gì đấy? Đánh vần nào? P. P, yes, correct, P. Tiếp theo bạn khác nào? Đạt, Thành Đạt. What number? One. Yes. What? Thành Đạt. M. Yes, correct. M. Next. Minh An. Two. What is this? I. A, yes, correct, đúng rồi. Các bạn đang đứng làm rất tốt. Anh Thư. Anh Thư thầy là five ạ. Five. What is this? C. Một bạn đọc thôi, các bạn khác tắt mic đi. Tới lượt của. C. Yes, tới lượt ai bạn đọc nha. Các bạn khác tắt hết mic đi. Thành Long. Two. Không còn số đó nữa rồi, tập trung vào. Three, yes. What is this? Oh. Okay, oh. Các bạn khác muốn nhầm theo, chú ý. Bạn nào muốn nhầm theo, tắt mic đi để nhầm theo, không làm ảnh hưởng bạn khác. Tắt mic đi và nhầm theo nha. Phương. Phương. Four. Bạn Phong tắt mic đi. Lượt của ai người đó bật mic thôi. What is this? Phương, chữ này. Nếu bạn không biết thì bạn bật mic lên nói là con chưa biết. Vì tất cả các bạn tắt mic đi, tất cả tắt mic. Thầy đang hỏi bạn Phương thôi. Con chưa biết. Ok, đó các bạn nhớ nha, mình mà chưa biết thì mình nói chưa biết để thầy hướng dẫn. Hoặc bạn khác biết thì bạn khác sẽ hỗ trợ cho mình. Bạn nào biết bật mic nói nào? Vì. Chưa đúng rồi. Đáp án khác, tiếp tục. Chi. Chưa đúng. Chữ này, J. J. J, thầy đọc mẫu cả lớp nghe thật kỹ. J, đúng rồi. J. Ok, tắt mic đi. J. Tiếp theo, mời bạn khác. Bạn Bảo. Ten. What is this? S, correct, đúng rồi. Bạn tiếp theo, Phong. Phong đâu?
7. What letter? Nào, Phong trả lời đi. Không biết thì bật mic nói con không biết. Chưa đúng rồi. Con không biết. Ok, bạn nào có câu trả lời, xin mời bật mic. Không đúng, chưa đúng. Đáp án khác. Em. Chưa đúng. Ai. Chính xác. Em. Ai. 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 Ok, đây là ai. Tiếp tục. Lượt thứ hai, Chí Dũng chọn. Fourteen. Fourteen. Đó, bắt đầu ôn về số trên số 10 rồi đó. Nào, Chí Dũng, what letter? G. Yes, correct, G. Trong tên của bạn Dũng có chữ G. Chính xác. Tiếp theo, Thành Đạt. Thành Đạt chọn số. Six. Yes. What letter? Quy. Quy là tiếng Việt rồi, tiếng Anh nào? Q. Q. Bạn nhớ nhỉ? Q. 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 Yes. Q. Tiếp. Xin mời bạn Minh An. Nine. Các bạn tắt mic đi, chỉ riêng Minh An bật mic thôi. What letter? Nhìn này con không biết. Bạn nào trợ giúp cho Minh An nào? E. E. Yes, E. Correct, E. Tiếp tục. Các bạn nhớ nha, Minh An nhớ nha, chữ đó là E. E. Anh Thư nào, chọn số nào. Con chưa thể là ghép hai chữ số lại với nhau đi, thầy hướng dẫn cho cách đọc. Ghép lại. Chọn số nào con chọn đi á. Ghép đọc hai đi. Số lại để đọc. Gì mày mày đấy? Thì đọc lên, đọc đi anh. Anh thử đọc đi nào. Số mấy nào? Đọc lên con. Số. Một đọc là gì? Thì đọc với mấy thầy. Đọc với thầy. Quan gì? Quan. Rồi, thầy hướng dẫn này. Bạn anh Thư đang. Nào, các bạn phát trật tự nào. Trật tự. Các bạn phát trật tự. Thầy hướng dẫn này. Đọc lên gì? Bây giờ mình đang ôn tập từ số 1 tới số 9 tới số 10 là bạn đã đọc thuộc rồi. Nhưng từ 11 tới 20 nó sẽ khó hơn. Muốn chọn số 11 mà chúng ta không biết đọc thế nào thì ghép thành hai chữ số 1-1. Đó, bạn anh Thư chỉ cần đọc là 1-1 là thầy hiểu. À, anh Thư đang chọn số 11. Số này thầy sẽ hướng dẫn lớp mình đọc lại này. 11. 11. Đó, các bạn cùng nhớ nhá. 11. Thế là mình vừa học được. À, số 11 này đọc là 11 chứ không đọc là 1-1 nữa. Nhưng mà khi mình ta chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta cũng không biết đọc số 11, mình quên thì mình đọc là 1-1 cũng được. 1-1 là người khác cũng hiểu. Nhưng đọc đúng sẽ là 11. Nào, anh Thư, what letter? Anh Thư có trả lời được không? Con chưa biết thì con bảo con chưa biết. Con chưa biết, con chưa biết ạ. Ok, bạn nào trợ giúp cho anh Thư nào? Chắc bởi dìu. Chị Dũng có đáp án khác không? Dũng có đáp án là gì? Yên, yên. Ok. Thầy nghe thấy ba bạn có đáp án là W. Một bạn Thành Đạt có đáp án là Yen. Không đúng rồi. Đáp án là W. W. Yes. Đạt nhớ nha. W. Tiếp theo mời bạn khác chọn số. Bạn Thành Long chọn số nào. 13 ha. Bạn đọc là 13 đấy nhỉ. 13 đúng rồi đó. Số 13 đọc là 13. What letter? Bạn Long. Lượt của bạn đó.
Long. Thầy cho ý em. Trật tự nào, bạn Long có trả lời được không? Đăng lượt của bạn đó đã chứ. Long. Bạn Long nếu... Thầy đang hỏi về chữ cái mà. Nếu Long không trả lời được thì Long trả lời là con không trả lời được. Nhờ bạn khác trợ giúp. Chú ý em tên là bạn về thứ 3. Trả lời đi. Nào, trật tự. Bạn Long bạn Long vừa trả lời rằng bạn Long không trả lời được đúng không? Nhờ trợ giúp đúng không? Rồi bạn khác trợ giúp. Chi. Chính xác, bạn Anh Thư đã trả lời giúp rồi. Chi. Đã trả lời đúng rồi. Chi, chính xác. Chi. Long nhớ nha, đây là chi. Rồi bạn khác chọn số Phương đâu? Phương ơi, chọn số nào? Phương đâu? Bật mic lên, chọn số đi. Ghép hai chữ số lại. Ghép hai. One five ạ. One five, đúng rồi. Cứ ghép như thế nha. Các bạn chưa biết đọc thì cứ ghép như thế cho thầy. One five. Thì chúng ta đọc là 15. 15. Oh, what letter? Phương trả lời đi. Ok, chưa đúng rồi. Xin mời bạn khác trợ giúp nào. F. Bạn Đạt trả lời là gì? Đạt trả lời lại nào. F. Yes, phương án là F. F. Đúng rồi, F. Tới lượt của bạn Gia Bảo, chọn số 12. Đây rồi, 12. Các bạn khác cùng nhẩm theo đi nha. 12. What letter? Bảo D. Yes, D. Đúng rồi. Tới lượt của bạn Nam Phong, chọn số Nam Phong. 16. Cứ ghép như thế nha các bạn nha. 16. Thì đọc là 16. What letter? Phong trả lời đi. Em không biết ạ. Xin mời bạn khác trợ giúp cho Phong. Ai trợ giúp đó? Một bạn thôi. Các bạn tắt mic đi. Thầy sẽ mời một bạn thôi. Thầy chưa nghe được ai cả. Tắt hết mic đi. Tắt hết mic. Xin mời Thành Đạt. Thành Đạt trợ giúp nào. Tại sao chưa biết mà khi nãy bạn lại nói leo với các bạn? Khai. Lúc nãy con nhớ, bây giờ con quên. Khai. Trật tự này, thầy chỉ gọi bạn nào thì bạn đó trả lời, không gây ồn các bạn khác nhé. Khi các bạn trả lời nghĩa là các bạn đang học mà các bạn khác cũng đang học nhá. Thành Đạt chú ý vào, lần sau nếu không biết, không được nói leo. Nói leo lại còn nói leo sai. Chú ý nhá. Rồi xin mời bạn Anh Thư nào. Thầy là K ạ. À. Yes, đúng rồi. K. Yes. Tới lượt của bạn khác này. Dũng đâu? Dũng chọn số đi. 17 ạ. 17. Yes, 17. Đúng rồi, bạn đọc rất chính xác đó. 17. What letter? L. L, chính xác rồi. L, correct. Nào, chúng ta còn mấy phút nữa thôi. Cố gắng lên, bạn Thành Đạt đâu? Em thương thầy nào. 19. 19. What letter? Chọn what letter? Un. Chưa đúng rồi, đọc lại đi. Chưa đúng. Thành Đạt có đọc được không? Bạn không ạ. Ok, xin mời bạn khác trợ giúp. Các bạn khác tắt mic đã. Tắt mic khi nào thầy mời mới được đọc.
bạn bạn Thành Long. Bạn Thành Long. Chưa đúng rồi, xin mời bạn Thư. Thư thầy là you à. Đúng rồi, you, correct, chính xác, you. Lượt tiếp theo của bạn bạn Minh An. Minh An. Eighteen. Đây rồi, 18. What letter, Minh An? Nếu không trả lời được, xin trợ giúp đi nào. Con không biết. Rồi, xin mời các bạn khác, có ai trợ giúp không? Ai trợ giúp được bạn Minh An nào? Ai trợ giúp được, giơ tay nào? Bảo. Em thưa thầy là why. Rồi, chính xác, why. Chúng ta đọc như thế nhỉ, why. Correct, why. Lượt tiếp theo của bạn Anh Thư, chọn số nào. Con thưa thầy là số 20 ạ. Chúng ta sẽ đọc là, đọc tiếng Anh nhé. Cố gắng dùng tiếng Anh để diễn tả này. 20. 20 là phải hiểu là, đúng rồi. 20 nghĩa là đây. Số này đọc là sẽ là 20. What letter? Thật nhanh nào. Anh Thư. Có bạn nào trợ giúp không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Bạn nào trợ giúp không? Có bạn nào trợ giúp? V. Yes, V, correct. Rồi, lượt tiếp theo của bạn Thành Long, chọn số nào. Thành Long chọn số gì? Chọn 23. 23, đọc ghép hai chữ lại như thế nào nào? Hai và ba ghép lại đi, Thành Long. Số 2, số 3, đọc như thế nào? Chu Chi ạ. Đúng rồi, như thế nhá, cứ ghép như thế cho thầy. Dễ không? Dễ không, rất dễ mà. 2, 3 thì đọc là 20, 23. What letter? B. What letter? B. 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 Yes. B. Correct. Now, tiếp theo mục bạn khác đi. Bạn Phương chọn số nào, Phương ơi. Phương chọn số đi. Phương đâu? 2, 1. Ok. 2, 1 thì chúng ta sẽ đọc là 21. What letter? Bạn nào trợ giúp cho Thu Phương nào? Phong. 3. Chữ này đọc là gì? Chưa đúng, chưa có đáp án đúng. Bạn nào? Bảo. S. Z. Đúng rồi, Z. Ok, còn hai số nữa. Gia Bảo chọn số đi. 24. Đúng rồi, 24. What letter? X. Chính xác, X. Gia Bảo, đúng rồi, chính xác. Số cuối cùng, Nam Phong chọn số. Nam Phong. 22. Đúng rồi, đọc là 22. What letter? Trong tên của Phong có chữ này đó. Tên của Phong có chữ này đấy. H. Đúng rồi, H. Nhớ nha, tên của mình đó nha, phải có chữ cái này, H. Correct.
Rồi chúng ta đã kết thúc trò chơi rồi. Kết thúc trò chơi rồi. Đó, hôm nay chúng ta chơi trò này cũng khá mất thời gian. Khá mất thời gian. Thứ nhất là ôn lại về số đếm, thứ hai là bảng chữ cái. Rồi, đã đến giờ của các em lớp 2 rồi. Các bạn bật mic lên chào thầy nào. Xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye. Yes. Bye.